Rồi, chào mọi người đến với channel của Mộc nha. Thì hôm nay mọi người thấy cái bộ cực đỉnh này bên Mộc đang làm cho khách nha mọi người. Và bộ này là tay 14, tó nghe đục tay, và tay cột là tay 14 nha mọi người. Và bộ này mọi người biết giá của nó hiện tại Mộc đang làm với giá bao nhiêu không? Bộ này là bên tận xưởng sản xuất bên Mộc đang làm với giá là 26 triệu 500 một bộ tay 14 như thế này. Và nếu mà bạn đang muốn mua gỗ Việt Nam của mình thì bạn có thể coi mẫu hàng này nha mọi người. Bởi vì gỗ Việt Nam của mình bây giờ nó chỉ còn gỗ chèm bông vàng thôi. Đó, một số khách muốn mua hàng cực kỳ VIP và muốn mua với giá cực rẻ về gỗ Việt Nam mình thì chỉ có bộ gỗ chèm này thôi nha. Đó, bộ gỗ chèm này tay 14 nha mọi người. Đây cho mọi người coi. Một số khách hàng yêu cầu ở gỗ Việt Nam. Đây, đây là một bộ gỗ Việt Nam mình. Đó, đây là tó hai con nghê đục quả cầu. Và mẫu này là mộc đục bằng tay thủ công và tó liền nguyên khối 22 phân. Đục này đục bằng tay nhé mọi người. Tay cột tay 14. Ghế rất là to nha. Đây, tấm tựa này là dày 2,5 phân. Đây 2,5 phân. Đó, chạm là tem sư vườn cầu. Đó, làm các nét sơn mọi người thấy các nét sơn bên mộc sơn rất là sạch nhá. Như mộc nó là một bộ ghế như thế này ấy, là mộc sơn là mắc hơn so với cả cái sơn hàng chợ bình thường là 700 ngàn đó. Đó, và dưới là mặt xoen đèo nguyên tấm dày 2,5 phân. Và dàn ghế dưới này là hai con nghê dày nguyên khối 12 phân, cực kỳ bự. Và bộ này mọi người thấy là cái đáy chiều sâu nó rất là sâu nhá mọi người, tại vì cái đáy này là mộc sâu tới 57. Đó, mọi người thấy cái ghế ngồi rô dáng rất là sâu nha, rất là sâu và rất là to, mọi người thấy nhìn rất là sang nha. Đó, và một bộ như thế này chỉ có 26 triệu 500 thôi. Đây là tó cái tay con nghê, tay con nghê cho mọi người, tay con nghê. Tay con nghê này là dày nguyên khối 12 phân nhưng mà là mộc sẽ ghép hai khớp. Nếu mọi người để ý cái khớp đôi đây này là mộc sẽ ghép hai khớp. Nhưng mà ghép này công nghiệp nha, mọi người xài hết đời cũng không có bung ra đâu nha. Dưới chân ghế là chân đục sâu. Đó, mọi người thấy cái nét chân mộc đục rất là sâu nha. Đó, rất là dữ, chạy viền chỉ nổi. Mặt nguyên tấm 2,5 phân, không ghép. Đó, không ghép đuôi luôn. Đó. Rất là đẹp luôn. Chỉ có 26 triệu 500 một bộ thôi. Còn mẫu này nếu mà mọi người về tỉnh mua ấy, mọi người phải mua khoảng tầm khoảng 37 triệu. Đó, đây là bộ tó của cái băng ghế dài. Băng ghế dài này là đó. Tem sư là 6 con lân quả cầu này. Cái này cũng là một tó liền luôn nha. Đó, mặt nguyên tấm 2,5 phân. Vân rất là dày. Và hàng này thì mọi người có thể nó nằm con nít nhảy nhót hay đồ có giá trị theo thời gian nữa. Đó, rất là đẹp luôn. 26 triệu 500. Còn đây là cái bàn. Bộ này nó mắc lại bởi vì 26 triệu 500 là cái nó có cái bàn hộp đôn hộp. Còn nếu mà không có bàn hộp đôn hộp ấy thì giá của nó lại chỉ có 25 triệu 900 thôi nha. Đó, một số khách mà hỏi sao lần trước quay 25,9 mà năm nay lên 600 ngàn. 600 ngàn này vô tiền hai cái đôn hộp này mọi người. Mặt nguyên tấm 2,5 phân, mặt gỗ xoen đèo tự nhiên nhá. Đó, vân rất là đẹp luôn. À, chân viền này, viền chạm nổi, chân đục sâu. Đó, cái nét sơn rất là đẹp luôn nhá. Sơn là không có lông lông lái lái đâu nhá mọi người. Đó, mọi người muốn mua hàng đẹp thì đấy, mọi người phải biết và mọi người coi hàng bên Mộc. Nhìn là rét liền. Và giá tận xưởng sản xuất rất là rẻ luôn. Cái đôn này đó, đôn này là một cái đôn vân, mọi người thấy vân tự nhiên của nó nhá, cho mọi người coi này. Mọi người thấy cái thớ vân này lên nha. Đó. Nhìn bên dưới gầm này. Gỗ tự nhiên nhá mọi người chứ không phải là à, mọi người nếu mọi người nhìn là mọi người vẫn thấy vân này. Đó. Nhô nhô lên này. Đó, gỗ tự nhiên toàn bộ nhưng mà gỗ chèm. Đấy, còn chỉ có mặt này là gỗ xoen đèo thôi, 2,5 phân. Đấy, gỗ Việt Nam mình. Đây là một cái ghế con còn lại, mọi người coi rất là đẹp luôn. Đó, vậy xin báo kích thước cho mọi người nha. Là cái băng ghế già này là dài 2m11, sâu là 87. Hai cái ghế đơn này là ngang là 99, sâu là 87. Và chiều cao của nó là cao 1m19. Cái bàn này là 1m54, ngang là 78.
Cái đôn này nó đôn lớn hơn một chút này mọi người, thì nó là 66, 56. Cái đôn bên kia là 56 vuông. Đấy, cho mọi người coi cái rèn tó phía sau, cho mọi người coi chị kỹ chút, bởi vì bộ này mộc sơn bóng mờ rất là đẹp nhá mọi người. Đó, mọi người thấy cái cột này, đó, sơn rất là đẹp luôn, sơn xịt ở dưới đằng sau, tó liền. Nhưng mà mọi người nên lưu ý nhá, cái hàng chèm này ấy, là cái cột nó có tâm, nghĩa là cái cây nó mình không thể nào làm cây lớn được. Cây của nó là chỉ có mười mấy năm thôi, mười mấy, hai mươi mấy năm ấy. Mấy cái cột này thì khoảng tầm cỡ 15, 20 năm. Đó, nên cái cột của nó sẽ có tâm. Và khi mà mọc sơn này nó sẽ có các vết răng nứt này mọi người thấy à. Đó là mọc sơn là mọc làm lại cho mọi người nha. Đó. Còn chứ mọi người mua hàng mà muốn hàng mà nó không có vết, không có lỗi gì ấy, thì mọi người có thể coi bộ gỗ gó đỏ. Bộ này nếu mà làm bằng gỗ gó đỏ thì nó tầm khoảng 92 triệu. Đó, nó gấp 3 lần bộ này. Bộ này có 26 triệu 500 thôi. Nên nhiều khách muốn mua hàng rẻ mà đòi cây không lỗi gì thì mọi người mộc không làm được nha. Còn muốn hàng không có lỗi gì thì mọi người có thể tham khảo gỗ gó đỏ bên mộc. Đó, nó là cây xịn. Còn cái cây này nó chỉ là cây gọi là tầm trung bình khá thôi. Đó, mọi người thả xà để xà bộ này 25-30 năm. Đó, tó liền hết nha mọi người. Đó, sơn xịt sạch sẽ đằng trước đằng sau luôn. Đó, rất là đẹp. Sơn mộc sơn bộ này rất là sạch nha mọi người, bởi vì như mộc nói là mộc sơn một bộ như thế này đã mắc hơn 700 ngàn rồi. Đó. Nên thường mọi người mua hàng mà hàng thị trường ấy nó sẽ không có hàng đẹp như hàng của bên xưởng mà nhà mộc làm đâu. Giá này là giá tận xưởng sản xuất và khu làng nghề mộc là làng nghề đồ gỗ Hố Nai ở Biên Hòa Đồng Nai. Và một bộ như thế này giá chỉ có 26 triệu 500 cho bèn hộp. Còn nếu mọi người muốn không có bèn hộp thì giá nó sẽ rẻ hơn, này nó chỉ có 25 triệu 900 thôi nha. Rồi, chào tất cả mọi người nha.